Nhân dịp Tết đến, bữa nay tôi tập trung mấy anh em ra đây và cũng có một công chuyện để bàn tính với anh em mình là vậy. Ông ba, ông mới đi nhậu về nên là ông cũng xỉn rồi. Bây giờ anh em mình tập trung đây, bàn một công chuyện ha. Công chuyện gì nữa rồi trời? Ừ, công chuyện gì ông nội? À, biết đâu. Trà đồ nhôm. Trà đồ nhôm là gì nữa trời? Ừ, đúng rồi. Là chôm đồ nhà đó. Trời ơi. Được rồi, bữa nay ông chôm đồ nhà luôn. Mày gan rồi đó. Không sao, cứ theo chỉ đạo của tôi là lụm hết. Thôi, em sợ ông lắm. Ừ, mà thôi có tiền là được rồi, em đi. Ôi, ổng mà bắt á là ổng treo đọt cây luôn á. Nhưng mà tôi không sợ. Ôi, cái mày đi đi, tao không đi đâu. Tiền thì tao thiếu thiệt. Gì đổ rồi mày? Màu đó hơi nhỏ rồi đó. Cãi đi, đi anh em. Đi. Thôi mày. Ông lớn nhất trong bệ thì ông đi ra trước đi. Đi lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đi này, đi gì vậy? Trong cái cây. Mày lên đi. Đụng cây ông đụng gì nữa, lấy cây ngay chân nó đụng đâu, lấy cây mà nó đụng. Chạy đâu mất tiêu chứ trời. Trời mấy ca chứ bỏ tôi trời. Ông quýnh tao chung lẽ tao để bàn mày yên hả? Cũng tại ông cố nội này nè. Bàn ra chi để cho ông biết chi. Cái gì nữa trời, trời cái gì mà tao. Tại ông nội nè. Hồi nãy ông la của ông ba ngồi đi. Ông nói không chú mới cây. Để ông ký lên ba anh em hết trơn cái đầu cổ ơi đậu chứ. Rồi tôi không có ký đâu. Ông giả mày chiếc dép lên đầu luôn á. Thôi không sao, mình còn thở là còn gỡ. Không, đi ngoài coi ông ngủ chưa. Rồi vô đây cho anh hay hay. Trời ơi là trời. Ông mới ký tôi nãy muốn sanh bệnh giờ kêu tôi đi nữa. Thôi được rồi, vì cái tết ấm no, để tôi về anh em cho. Bà chào thấy cái bao nè. Trời ơi là trời, tao đi coi ổng mày đưa tao bao chi. Hè, thời tới cạo nổi. Đi lâu với sợ. Ê, sao? Ông nó ngủ rồi. Quên. Ông ngủ rồi. Ủa, ông ngủ rồi hả? Để em đi cho. Không được đâu, để tao. Mấy mày đi hư bột, hư đường hết. Cố lên hai. Cố lên hai. Cố lên. Cũng tại mày không mà ổng thức mà nói ổng ngủ. Không sao này, mình thuốc này, mình bài trò khác, mình còn cái tay này nữa, còn ông tử là còn cỡ. Bây giờ gì đi, để em đi nha. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Ôi, tôi xây đi, để tao đi cho. Mấy mày đi hư bột hư đường hết. Dạ, vậy thay đi lên đây. Đi lên đây. Lên đây đi đi. Đổ lên. Đổ lên. Đổ lên.
Đó, em nói hồi nãy rồi, để em đi cho không chịu. Thôi, lần này để em đi cho. Đúng rồi, Thứ Nhật. Ừ, thôi, để tao đi cho. Còn thở là còn gỡ. Thì cố lên đi. Cố lên ai hả? Được không? Được, được. Cố lên. Lại là mày nữa. Tàn mà không phế ha. Thôi tao nghỉ đi rồi. Báo mày đi đây. Thôi em không đi đâu. Có nhiều em ăn nhiều. Thôi em đi về nhà em ăn cơm với ba. Rồi Vinh hai nằm đây đi. Em đi về ăn cơm với ba. Đó anh hai thấy không? Thấy thằng ba với năm không? Chưa dĩ chơi mà nó đi về đó. Em là không bao giờ bỏ anh hai. Thôi nhưng mà em đói bụng quá. Em về ăn cơm với ba nha anh hai. Ôi thánh thằng ơi.